Em chưa khi nào nghĩ sẽ thích một người lớn tuổi hơn mình 20 tuổi, vì em sợ không khó thể dung hòa tình cảm giữa người trẻ và người lớn tuổi. Nhưng nhìn từ bề ngoài cứ ngửi anh hơn mình tầm 10 tuổi. Anh ấy rất thích làm công quả ở chùa, công việc rất ổn định và cũng khá bận rộn, quan tâm em gia đình rất nhiều, là người đàng hoàng, không rượu chè cờ bạc và rất ghét cãi lộn. Anh thấy cái chữ là ghét cãi lộn nó có gì đâu không ổn à. Cãi lộn là hung hăng, ghét nó cũng nằm trong cái nhóm hung hăng. Ghét cãi lộn có nghĩa là mày mà cãi là tao cãi với mày, cái vụ cãi lộn nha. Nghe không? Ghét cãi lộn, mày mày cãi lộn hả, không được cãi lộn, cái kiểu đó không. Ghét cãi lộn, ghét cãi lộn nó cũng giống như là người cãi lộn à. Có thể là em có cái khái niệm là lấy độc trị độc ha. À, ghét cãi lộn tức là thằng nào mà đánh lộn với nhau là tao bắn thằng đó chết liền á, kiểu vậy. Thằng nào mà đánh lộn là tao bắn nó chết liền, tao ghét đánh lộn lắm, nghe chưa, kiểu vậy á. À, nhưng mà thôi anh hiểu cái ý của em, lấy cái ý là anh ta không có thích cãi lộn nghe đó nha. Nhưng em lại sợ tương lai chênh lệch tuổi tác nhiều, em lại phải cô đơn khi về già. Làm sao để dung hòa suy nghĩ của những cách ứng xử bền chặt nhưng lại thoải mái. Anh ấy sống ở Mỹ hơn 40 năm mà chưa về Việt Nam bao giờ, nhưng lại thích con gái Việt Nam thôi, đặc biệt mê nhạc Việt Nam vô cùng. Em ơi, em có một cái sự không an toàn ở trong tuổi tác á. Và đương nhiên rồi, theo thống kê nha, theo thống kê, nếu như anh ta lớn hơn em 20 tuổi thì khả năng là em sẽ có khoảng 23 năm cô đơn theo thống kê của Mỹ. Tại vì ở Mỹ người phụ nữ sống hơn người đàn ông khoảng 2 tới 3 năm. Mà bây giờ anh ta hơn em 20 tuổi thì 23, 22 năm cuối theo thống kê em sẽ là người phụ nữ đơn thân. Ấy, nhưng mà nếu tình yêu đủ lớn không sao, đừng lo chuyện đó. Nếu như yêu nhau thì bao nhiêu năm nó là bấy nhiêu năm. Mình yêu người kia không có nghĩa là ông phải chờ tôi chết chung với ông. Em ơi, thê thảm quá. Nếu mình yêu một người kia, người ta sống bao nhiêu mình sống với người đó bấy nhiêu. Anh giả sử nha, bây giờ em yêu một người em cưới rồi, không may phát hiện, cái này không phải trò quẻo, đừng hiểu lầm, phát hiện ra người này bị bạo bệnh và còn 3 năm, 2 năm, 6 tháng, thậm chí 1 tháng, thì em sao? Em nói giá mà giờ giờ người ta nằm trên giường bệnh á, giả sử người đó bây giờ bị bệnh đó, giá mà ngày xưa tôi biết cái điều này tôi dẹp mẹ nó ngay từ đầu, cưới ông là sống với ông được có 3 năm chết ngắt rồi, giờ thôi quay lại cái thời xưa ly dị sớm thôi, đừng lấy nhau, đúng không? Em đã yêu người đó, bây giờ người đó còn bao nhiêu năm thì em sẽ làm gì với những năm đó? Em sẽ càng sống hạnh phúc trong bao nhiêu năm đó, đúng không? Bây giờ em nói bây giờ sẽ 20 năm sao? Bây giờ nếu mà đã yêu cái người đó rồi không lẽ em ngồi tính năm với anh ta? Thôi giờ tôi kiếm cái nào trẻ trẻ chừng hơn 20 tuổi chắc cú đi, mình chắc trước mà tôi chắc cú. Em thấy nó vô lý ở trong cái gọi là tình yêu đó nha. Anh ví dụ bây giờ em anh ta cưới, bây giờ giả sử anh ta bằng tuổi em đi, hạnh phúc tràn trề luôn, cưới về giả sử có chuyện gì đó à, anh còn 5 năm. Ồ trời, biết vậy xong nói sớm tôi ngày xưa à, tôi tưởng là bằng tuổi tôi còn lớp được đều với nhau, tới đó tôi chịu vài năm, giờ ông vậy thì thôi, thôi lì ông sớm tốt. Em thấy không, em sẽ không làm điều đó khi em đã có tình cảm. Thế tại sao ngồi đây tính chứ, nếu như hạnh phúc xây được bao nhiêu năm nó là bao nhiêu năm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là sau khi chuyện giả sử xảy ra mình không được hạnh phúc, mình vẫn được hạnh phúc tiếp tục. Có coi cái phim Titanic không, cô Rose á, với cái anh gì à, mà Leonardo DiCaprio đóng á, Leonardo DiCaprio, yeah, anh ta đóng cái vai Jack, Jack đúng không, Jack dưới biển lặn đúng không, khi mà cái tàu Titanic này đó, nó xong nó cái làm hai cái chìm xuống, ok, có cái tấm ván, cô ta nằm trên cái tấm ván đó lạnh, tại vì ở lạnh bắc cực, bắc cực lạnh chết cha luôn. Anh ta ở dưới cái tấm ván đó nằm để mà cố gắng giữ cho tấm ván thăng bằng ha, tại vì tấm ván không đủ cho hai người nằm, nằm nó chìm, okay. Cho nên anh ta nằm trong phim nó vậy, ok, anh ta đỡ thăng bằng hồi lạnh quá sẽ bị cái gì gọi là thermal hypothermia, cái gì đại loại vậy, lạnh quá cái cơ thể mình để vào trạng thái ngủ đó. Rồi sau một thời gian ngủ mà chết luôn, anh ta nằm anh ta cứng nhắc luôn, cô Rose cô nằm đó mà cô lạnh quá cô lắc lắc, tới lúc mà thuyền cứu hộ tới đó cô thổi thổi cái kèn á, cái người ta lại cứu, cái cổ lắc lắc ảnh hay 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 chết từ lúc nào rồi không biết. Do đó là nếu và anh ta chết và cái chuyện tình nó đẹp và cổ sống tới bao nhiêu tuổi, tới lúc 90 mấy tuổi cổ ra cái con thuyền, cái lúc nào đó cái viên mà ngày xưa ảnh tặng cổ, cổ giục xuống biển cho nó về lại, cổ sống như vậy tới già. Lúc ảnh chết hai người có 20 mấy tuổi,
Thì đó, cái ví dụ đó thôi, dám nói một cái chuyện tình tài tá này nó đẹp ok, nhưng mà nó chờ nó lâu quá, chờ 70 năm tới ngày chờ không nổi. Ok, nhưng mà vậy đi, em vẫn sống tiếp mà hạnh phúc tiếp được. Do đó là cái đó nó không nên là cái để em phải đắn đo để mà không an toàn. Nếu như chuyện tình của em là tốt, ok, còn những chuyện em tả anh ta là người công quả, thích làm chùa công việc ổn định 40 năm về Việt Nam, nó không có liên quan gì hết. Ở đây về cái sự lo lắng của em. Nếu như anh ta yêu em và em yêu anh ta, hãy đến với cái hôn nhân tốt đẹp. Cái tuổi tác đó mặc dù nó có chênh lệch nhưng mà nó có, nếu như tình yêu có, tức là nếu ra được tình yêu thì tất cả những cái đó nó đều là cái nhỏ hết. Ok, đương nhiên nó sẽ có những cái em cần phải điều chỉnh về tuổi tác là vậy, nhưng mà như anh nói, nếu tình yêu là có, là xây được cái tình yêu thật sự, thì tất cả những cái đó nó thành thứ yếu. Nothing is wrong when love is right. Nothing is wrong when love is right. Like the man said in his song, help me make it through night. Loneliness can get you down when you get to thinking no one cares. Lean on me. And then giọng nữ. And I'll lean on you. Together we will see it through. Anh có thể cho em lời khuyên phải làm sao để giữ gìn mối quan hệ yêu xa thật tốt đẹp? Trời ơi, yêu xa mà muốn giữ tốt đẹp. Tụi em yêu nhau được 6 tháng vì công việc nên cả hai khoảng 3 tháng gặp nhau một lần. Tụi em yêu nhau được 6 tháng mà 3 tháng gặp nhau một lần. Có nghĩa là tụi em mới gặp nhau có vài lần thôi, hai ba lần gì đó thôi, đúng không? Mỗi ngày đều gọi nói chuyện gặp mặt nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn xích mích vì ít gặp nhau nên không hiểu nhau nhiều. Em ơi, anh đã từng giảng cái này nhiều và thực tế nó chứng minh rất nhiều, là cái mối quan hệ mà đã gọi là yêu xa, đã gọi là yêu xa theo cái đúng nghĩa của yêu xa, thì nó sẽ bất lợi cho người phụ nữ, cực kỳ bất lợi. Tại sao bất lợi? Là vì người đàn ông không yêu người phụ nữ được khi ở xa, họ không yêu được. Em càng cực đoan cái yếu tố đó em sẽ càng thấy. Bây giờ một người đàn ông không gặp người phụ nữ đó, giả sử như mà một tháng một lần, bây giờ em cực đoan hơn 2 tháng một lần, 5 tháng một lần, em càng cực đoan càng thấy cái hướng nó đi nè, 3 năm một lần, em sẽ thấy rằng nó đi theo cái hướng là càng xa về thời gian đó, khoảng cách và thời gian đó, hình như không có yêu được, mà anh ta sẽ phải có một cái con nhỏ khác mà anh ta sẽ yêu, cái con nhỏ mà anh ta gặp, mà anh ta rung động, mà anh ta nhìn được, rờ được hàng ngày ấy. Bây giờ cực đoan nữa nè, tới hôn nhân xa. Em nói anh tướng người hôn nhân làm sao mà xa được, bây giờ cưới nhau online, sau đó rồi hôn nhân online, sau rồi đẻ con online, ủa sao làm được anh tướng? Em có thấy em càng cực đoan càng thấy không được. Tuy nhiên do đó làm thấy là à, nếu vậy để cho việc có được thì nó phải thành gần. Do đó nếu mà em có quen biết online, quen biết xa, anh dùng chữ quen biết, thì nó phải được dần dần rút ngắn lại để thành yêu gần. Yêu xa phải thành yêu gần thì mới thành yêu được. Còn nếu như thành xa có nghĩa là việc bất lợi. Và về mặt sinh học nè, người đàn ông không yêu được người phụ nữ khi ở xa, trừ khi là anh ta cái cấu trúc phôi lớp đã xảy ra. Tuy nhiên cái phôi lớp đã xảy ra thì nó lại dẫn tới cái này nè, anh ta sẽ muốn rút cái khoảng cách lại, tại nó đã chịu không nổi. Do đó anh nói với em biết là rốt cuộc nó vẫn thành yêu gần. Do đó nếu mà vô tình hay là một cái yếu tố gì đó, cuộc sống đẩy đưa gì đó, anh ta đã cấu trúc phôi lớp đã xảy ra, anh ta đã nằm trong cái trạng thái sinh học là đã yêu và phụ thuộc một cô gái về tình cảm, mà sau đó bị tách ra, thì em sẽ thấy anh ta tìm cách anh ta rút về. Do đó là cuối cùng nó vẫn, tại vì cái hôn nhân cuối cùng vẫn phải về với nhau được. Mà nếu như người đàn ông đó bây giờ xa, yêu rồi nhưng bị xa xa 5 năm, thì em sẽ thấy nè, anh ta sẽ có một cái cuộc sống tình cảm khác, mặc dù cái tình cảm nó có với em nhưng mà dần dần nó được xếp lại, gọn lại, nó cất dần đó. Và anh ta sẽ phải có, tại vì cái nhu cầu của người đàn ông cần phải được yêu, vì cái cấu trúc sinh học của anh ta là không thể cảm giác thỏa mãn khi cái người người phụ nữ kia ở xa, cho nên là nó sẽ dần dần nó gọn, nó được xếp lại, và anh ta sẽ có tình cảm của gái khác, và anh ta sẽ sống một cuộc sống hôn nhân với cái cô gái mà anh ta có sau này, tốt đẹp hay không tính sau, đó là càn giữ của hai người. Nhưng mà xa nó sẽ không thành. Chính như vậy cho nên là xa cực kỳ bất lợi. Cho nên là ở Mỹ mà khi xa là thường họ break up, nhưng mà ở Mỹ họ vậy, ok, cái văn hóa họ vậy, tại vì cái quốc gia rất là rộng, ok, và cái chuyện xa là coi như xong á. Cho nên là ít những cái mối quan hệ nào xa mà nó thành lắm, mà nếu nó thành thì nó phải thành gần, cuối cùng nó phải gần lại nó mới gọi là thành được. Vậy đó, ở đây em là đang yêu xa thì có thể nói nè,
vì cái rủi ro và cái khả năng hư rất cao. Cho nên nếu em đầu tư vào, cái khả năng em bị tổn thương sẽ rất cao. Cao khoảng nhiều anh Tấn, anh biết chắc khoảng độ khoảng 99,99,99% gì đó. Khả năng rất cao. Cho nên là trừ khi nào là cái người đó rút ngắn khoảng cách. Ở đây á là anh không biết được cái tình huống của em nhiều. Em chỉ nói là vì công việc cả 2-3 tháng gặp nhau một lần. 3 tháng gặp một lần. 21, 3 năm gặp một lần. Em gặp chừng 10 lần, em thêm 30 năm mà tiêu luôn. Ok. Còn những cái gọi hàng ngày nó không tạo ra cái cảm giác yêu được cho người đàn ông. Tại vì cấu trúc người đàn ông yêu á là dopamine, là cortisol, vasopressin. Nhắn tin nó chỉ có chút oxytocin xong nó đi. Nhưng mà nó làm em yêu. Tại vì người phụ nữ yêu dựa trên dopamine và oxytocin, như đó cái oxytocin nó có kích vào. Và nó làm cho em dần dần thành cảm giác chung thủy và yêu người đàn ông. Trong khi người đàn ông thì không yêu được. Hey, chẳng thấy tật xót rồi, chinh phục gì nữa đâu, anh đây em đó chinh phục gì. Anh cũng chẳng muốn, và hành động là anh không chạy về với em, tức là không chinh phục. Vasopressin ham muốn gì, qua đó ham muốn gì, nhỏ kia nhìn nó, ôi trời ơi, qua nhỏ này mua cái áo hở nguyên cái lưng. Ok, em nhìn vô, à xa quá chẳng thấy gì, không có rung động được, không có phê được, không có cảm giác ham muốn rạo được. Dopamine chẳng có gì hết trơn, rồi còn xích mích nữa. Nói chuyện nhau bực mình, em đau đớn gào thét bên kia anh nó còn. Chẳng thấy có cái nào để xây lên, trong khi ba cái đều phải lên. Nó không có xây cảm giác yêu được, khó vô cùng. Trong khi có nhỏ hàng xóm, có nhỏ hàng xóm nó mới dọn về ở gần cái chỗ mà anh ta đó, mà nhỏ này nó hot nó ghê, khổ chân nó lại dài, nó khoái mặt đồng ngắn, cái chân dài là khoái mặt đồng ngắn, nó chết, nó không biết áo sao cũng khoét cái lưng ra không, đại loại như đó. Cái đó là nó không có nên, anh nói cho em biết cái điều đó, để em hiểu được yêu xa là rủi ro rất cao và em không có sự kiểm soát trong đó luôn. Thì giải thích cho em đi, em hiểu tại sao mà yêu xa rủi ro, tại vì nhiều bạn không có chịu, không sao, chịu hay không ăn thua mình thôi, nếu em thích em vẫn cứ tới yêu xa. Anh chỉ nói cho em biết, anh không có trách em đâu nếu em yêu xa. Chỉ có một cái là khi em bị đau thì em nhớ lại, học được không? Ok, tiếp tục nè. Nhưng lỡ yêu nhau rồi, hai đứa đã trải qua 1 năm rưỡi. Em ơi, cái dấu hiệu đó là dấu hiệu càng chết nữa đó. Tức là đã 1 năm rưỡi rồi mà lại muốn tách xa. Có nghĩa là cái dấu hiệu là người đàn ông đã tù cảm giác với em rồi. Anh thấy em có ghi dưới nữa nè. Lỡ yêu nhau chỉ có em yêu anh ta thôi. Tại vì nếu như anh ta đã yêu em, anh ta sẽ không tách xa được. Không chịu tách xa. Em thấy dấu hiệu của em là ngược lại nè. Là khi yêu người ta rút về gần. Ở đây nè, đang quan hệ lại tách ra xa. Nó là ngược lại của yêu. That's not good. Nó còn tệ hơn là quen xa nữa. Coi như là em thấy không? Nếu mà chiếu từ đầu lộ trình đến là quen gần, hẹn hò nhau 5 rưỡi, bây giờ anh ta tách ra. Đương nhiên lý do là vì công việc. Nhưng mà thực chất đồng ý với cái đó là cảm giác không đủ lớn. Và nếu cảm giác lớn, công việc làm sao đủ sức để người ta tắt. Anh ta sẽ chọn công việc khác, anh ta sẽ tạo công việc khác. Yêu mà sao chịu nổi. Em hiểu không? Cho đó là ở đây nó là càng xấu hơn nếu em đưa cái dữ kiện trong quá khứ. Là đã quan hệ với nhau 1 năm rưỡi. Mà nếu như trong đó có quờ tờ đờ, có tổn thương, có những cái nhạt nhẽo là em hiểu rồi đó. 1 năm rưỡi đúng ra người ta nên cưới rồi và nên dắt vợ đi chung nếu mà đi xa. Nếu người ta sợ mất người đàn ông yêu á, mà người ta giả sử nha, anh ta bị bắt buộc một cái gì đó, đi lính hay cái gì đại loại, một cái gì đó mà trong một cái thời gian anh ta không thể cưỡng được, anh ta rất muốn cưới cái cô đó giữ luôn, chặt cú. Ok, tuy nhiên sẽ có lý do, mà lý do gì nó cũng không rõ bằng cái lý do là tình cảm đủ lớn. Ok, tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.